Nói chuyện cùng sống, tập 2, bài 53, ganh tị và cô đơn. Rất yên lặng dưới cái cây chiều tối đó, một con thằn lằn đang đẩy cơ thể lên xuống trên một tảng đá vẫn còn nóng. Đêm sẽ lạnh và mặt trời sẽ không lên lại trong nhiều tiếng đồng hồ. Gia súc đang mệt nhọc chậm chạp quay về từ những cánh đồng xa xôi, nơi chúng đã lao động cùng những con người của chúng. Một con cú cuống họng sâu đang kêu từ đỉnh đồi, phải tổ ấm của nó. Mỗi buổi chiều vào khoảng giờ này, nó sẽ bắt đầu. Và khi trời tối, những tiếng kêu sẽ ít thường xuyên hơn. Nhưng thỉnh thoảng, khuya vào ban đêm, bạn sẽ nghe chúng lại. Một con cú sẽ gọi một con khác bên kia thung lũng, và tiếng kêu sâu của chúng dường như trao tặng sự yên lặng và vẻ đẹp nhiều hơn cho đêm tối. Một buổi chiều dễ thương và mặt trăng mới đang lặn đằng sau quả đồi tối thẳm, tối sẫm. Từ bi không khó là khăn lắm để nhận được khi quả tim không bị nhét đầy bởi những sự việc ranh mãnh của cái trí. Từ bi không khó khăn lắm để nhận được khi cái quả tim không bị nhét đầy bởi những sự việc ranh mãnh của cái trí. Chính cái trí cùng những đòi hỏi và những sợ hãi của nó, những quyến luyến và những phủ nhận của nó, những khẳng định và những thôi thúc của nó mới hủy diệt tình yêu. Và đơn giản tất cả điều này quả là khó khăn làm sao. Bạn không cần những triết lý và những giáo điều để hòa nhã và tử tế. Những người hiệu quả và những chức quyền của mảnh đất này sẽ tổ chức để nuôi ăn và quần áo cho con người, cung cấp cho họ chỗ ở và chăm sóc thuốc men. Điều này chắc chắn xảy ra bởi sự gia tăng mau lẹ của sản xuất. Nó là chức năng của chính phủ có tổ chức tốt và một xã hội cân bằng. Nhưng tổ chức không trao tặng sự quảng đại của quả tim và bàn tay. Sự quảng đại hiện diện từ một cái nguồn hoàn toàn khác hẳn, một cái nguồn vượt khỏi mọi đo lường. Tham vọng và ganh tị hủy diệt nó cũng chắc chắn như là lửa cháy. Tham vọng và ganh tị hủy diệt nó cũng chắc chắn như là lửa cháy. Cái nguồn này phải được hiệp thông, nhưng người ta phải đến với nó bằng hai bàn tay trống rỗng, không cầu nguyện, không hiến dâng. Những quyển sách không thể dạy được, và bất kỳ vị đạo sư nào cũng không thể dẫn đến cái nguồn này. Đọc lại, cái nguồn này phải được hiệp thông, nhưng người ta phải đến với nó bằng hai bàn tay trống rỗng, không cầu nguyện, không hiến dâng. Những quyển sách không thể dạy được, và bất kỳ vị đạo sư nào cũng không thể dẫn đến cái nguồn này. Nó không được với tới qua sự vuông quén đạo đức, mặc dù đạo đức là cần thiết, cũng không phải qua khả năng và vâng lời. Khi cái trí bất động không có bất kỳ chuyển động nào, vậy nó hiện diện ở đó. Khi cái trí bất động không có bất kỳ chuyển động nào, thì nó hiện diện ở đó. Bất động mà không có động cơ, không có sự thôi thúc cho nhiều thêm. Cô ấy là một phụ nữ trẻ, nhưng khá áo não bởi đau khổ. Không phải sự đau khổ thuộc cơ thể mà gây phuồng miệng muộn cô ấy quá nhiều, nhưng đau khổ của một loại khác hẳn. Sự đau khổ thuộc cơ thể, cô ấy có thể kiểm soát được qua thuốc men, nhưng sự đau khổ của ganh tị của cô ấy thì không bao giờ có thể làm giảm sút. Nó đã ở cùng cô ấy, cô ấy giải thích. Nó đã ở cùng cô ấy từ thời niên thiếu.
Tại lứa tuổi đó, nó là một sự việc trẻ con, để được khoan dung và được mỉm cười. Nhưng lúc này, nó trở thành một căn bệnh. Cô ấy đã lập gia đình và đã có hai người con, và sự ganh tị đã hủy diệt tất cả liên hệ. Người hỏi, dường như tôi rất ganh tị không chỉ về người chồng hay con cái của tôi, nhưng hầu hết với bất kỳ người nào mà có nhiều hơn tôi, một ngôi vườn tốt hơn, một cái áo đẹp hơn. Tất cả điều này có lẽ dường như khá xuống ngốc, nhưng tôi bị hành hạ bởi nó. Cách đây không lâu, tôi đã đến gặp một người phân tích tâm lý, và tạm thời tôi được an bình. Nhưng mấy chẳng mấy chốc, nó lại bắt đầu. Trích sao một tiên, liệu văn hóa mà chúng ta sống trong đó không khuyến khích sự ganh tị hay sao? Những quảng cáo, sự ganh đua, sự so sánh, sự tôn thờ thành công với nhiều hoạt động của nó, tất cả những thứ này không nuôi dưỡng sự ganh tị hay sao? Đòi hỏi là nhiều, đòi hỏi cho nhiều hơn là ganh tị, đúng chứ? Người hỏi, nhưng Trích ra một tí, chúng ta hãy thâm nhập chính sự ganh tị trong chốc lát, và không phải những đấu tranh đặc biệt với nó của bạn. Chúng ta sẽ quay lại điều đó sau. Điều này được chứ? Người hỏi, chắc chắn rồi. Trích ra một tí, ganh tị được khuyến khích và được kính trọng đúng chứ? Ganh tị được khuyến khích và được kính trọng đúng chứ? Tinh thần ganh đua được nuôi dưỡng từ thời niên thiếu. Ý tưởng rằng bạn phải làm và giỏi hơn một người khác đang được lặp lại liên tục trong những phương cách khác nhau. Mẫu mực của sự thành công, người anh hùng và hành động can đảm của anh ấy liên tục vang rền trong cái trí. Văn hóa hiện nay được đặt nền tảng trên ganh tị, trên kiếm được. Nếu bạn không kiếm được những thứ của thế gian, và thay vì những thứ đó, bạn theo sau người thầy tôn giáo nào đó, bạn được hứa hẹn một chỗ tốt lành trong đời sau. Tất cả chúng ta đều được nuôi dưỡng trong điều này, và sự ham muốn để thành công ám ảnh tất cả mọi người. Thành công được theo đuổi trong những phương cách khác nhau. Thành công như một họa sĩ, như một người kinh doanh, như một người tôn giáo. Tất cả việc này là một hình thức của ganh tị. Nhưng chỉ khi nào ganh tị gây phiền muộn, đau khổ, thì người ta mới gắng sức loại bỏ nó. Chừng nào nó còn đang đáp lại và gây vui thú, thì ganh tị là một phần được chấp nhận của bản chất của con người. Chúng ta không thấy rằng trong chính vui thú này có đau khổ. Quyến luyến có trao tặng sự vui thú, nhưng nó cũng nuôi dưỡng ganh tị và đau khổ, và nó không là tình yêu. Trong lĩnh vực của hoạt động này, người ta sống, đau khổ và chết. Chỉ khi này nào đau khổ của hành động tự khép kín này trở nên không thể chịu nổi, thì người ta mới bắt đầu đấu tranh để phá vỡ nó. Đọc lại. Trong lĩnh vực của hoạt động này, người ta sống, đau khổ và chết. Chỉ khi nào đau khổ của hành động tự khép kín này trở nên không thể chịu nổi, thì người ta mới đấu tranh để phá vỡ nó. Người hỏi, tôi nghĩ tôi mang máng nắm được những điều này, nhưng tôi phải làm gì đây? Trích ra một tí, trước khi cân nhắc sẽ làm gì, chúng ta hãy thấy vấn đề là gì. Vấn đề là gì? Chấm hỏi. Người hỏi, tôi bị hành hạ bởi ganh tị và tôi muốn được tự do khỏi nó. Trích ra một tí, bạn muốn được tự do khỏi sự đau khổ của nó, nhưng bạn không muốn bám chặt sự vui thú đặc biệt mà theo cùng sở hữu và quyến biến hay sao?
Người hỏi, dĩ nhiên tôi muốn. Ông không chờ đợi tôi từ bỏ tất cả những sở hữu của tôi hay sao? Thích ra một tí. Chúng ta không quan tâm đến sự từ bỏ, nhưng quan tâm sự ham muốn để sở hữu. Chúng ta muốn sở hữu những con người cũng như những sự vật. Chúng ta bám vào những niềm tin cũng như những hy vọng. Tại sao lại có ham muốn để sở hữu những sự vật và những con người này? Sự quyến luyến hừng hực này? Chấm hỏi. Tại sao lại có sự ham muốn để sở hữu những sự vật và những con người này? Sự quyến luyến hừng hực này? Chấm hỏi. Người hỏi. Tôi không biết, tôi không bao giờ suy nghĩ về nó. Dường như ganh tị là tự nhiên, nhưng nó trở thành một thuốc độc, một yếu tố gây bực dọc dễ sợ trong sống của tôi. Trích ra một tí, chúng ta có cần những sự vật, lương thực, quần áo, chỗ ở nào đó và vân vân. Nhưng chúng ta quen thuộc sự thỏa mãn tâm lý mà tạo ra nhiều vấn đề khác. Trong cùng cách, sự phụ thuộc tâm lý vào con người nên nuôi dưỡng lo âu, ganh tị và sợ hãi. Người hỏi, trong ý nghĩa đó tôi nghĩ rằng tôi có phụ thuộc vào những con người nào đó. Họ là một cần thiết bắt buộc đối với tôi, và nếu không có họ thì tôi sẽ hoàn toàn bị mất hút. Nếu tôi không có người chồng và con cái của tôi nghĩ rằng tôi sẽ từ từ bị điên khùng, hay tôi sẽ quyến luyến vào một người khác. Nhưng tôi không hiểu liệu sự quyến luyến có gì sai lầm gì? Chấm hỏi. Tôi không hiểu liệu sự quyến luyến có sai lầm gì? Chấm hỏi. Chứ sao một tí? Chúng ta không đang nói nó sai lầm hay đúng đắn, nhưng đang thâm nhập nguyên nhân và kết quả của nó, đúng chứ? Chúng ta không đang chỉ trích hay bênh vực sự phụ thuộc, nhưng tại sao người ta phụ thuộc tâm lý vào người khác? Liệu đó là không là vấn đề, và không phải làm thế nào được tự do khỏi những hành hạ của ganh tị? Chấm hỏi. Ganh tị chỉ là kết quả, hội chứng, và nó sẽ vô ích khi chỉ giải quyết hội chứng. Tại sao thuộc tâm lý người ta phụ thuộc vào một người khác? Chấm hỏi. Người hỏi, tôi biết tôi phụ thuộc, nhưng tôi đã không thực sự suy nghĩ về nó. Tôi đã quen thuộc rằng mọi người đều phụ thuộc vào người khác. Trích ra một tí. Dĩ nhiên, phần vật chất chúng ta phụ thuộc vào lẫn nhau và luôn luôn sẽ như thế, mà là điều tự nhiên và không thể tránh khỏi. Nhưng chừng nào chúng ta còn không hiểu rõ sự lệ thuộc tâm lý của anh ấy vào một người khác, thì bạn không nghĩ sự đau khổ của gã. Bạn không nghĩ sự đau khổ của ganh tị vẫn tiếp tục hay sao? Vì vậy tại sao có sự cần thiết thuộc tâm lý này về một người khác? Chấm hỏi. Đọc lại, Krishnamurti. Đọc lại. Người hỏi, tôi biết tôi phụ thuộc, nhưng tôi đã không thực sự suy nghĩ về nó. Tôi đã quen thuộc rằng mọi người đều phụ thuộc vào một người khác. Trích ra một tí. Dĩ nhiên, thuộc bằng vật chất, chúng ta phụ thuộc vào lẫn nhau và luôn luôn sẽ như thế, mà là điều tự nhiên và không thể tránh khỏi. Nhưng chừng nào chúng ta còn không hiểu rõ sự phụ thuộc tâm lý của anh ấy vào một người khác, bạn không nghĩ sự đau khổ của ganh tị vẫn tiếp tục hay sao? Vì vậy, tại sao có sự cần thuộc thiết thuộc tâm lý này về một người khác? Chấm hỏi. Người hỏi, tôi cần gia đình của tôi bởi vì tôi thương yêu họ. Nếu tôi không thương yêu họ, thì tôi sẽ không thèm quan tâm. Viết ra một tí, bạn đang nói rằng tình yêu và ganh tị theo cùng nhau, đúng chứ? Người hỏi, có vẻ như thế. Nếu tôi không thương yêu họ, thì chắc chắn tôi sẽ không ganh tị. Người hỏi, trích ra một tí. Trong trường hợp đó, nếu bạn được tự do khỏi ganh tị,
bạn cũng không loại bỏ tình yêu, đúng chứ? Trong trường hợp đó, nếu bạn được tự do khỏi ganh tị, bạn cũng không loại bỏ tình yêu, đúng chứ? Vậy thì tại sao bạn muốn được tự do khỏi ganh tị? Bạn muốn giữ lại sự vui thú của quyến luyến và buông bỏ sự đau khổ của nó. Liệu điều này có thể được? Liệu điều này có thể được? Chấm hỏi. Người hỏi, tại sao lại không? Krishnamurti, quyến luyến hàm ý sợ hãi, đúng chứ? Bạn sợ hãi bạn là gì? Hoặc sợ hãi bạn sẽ là gì nếu người khác lìa xa bạn hay chết đi, và bạn bị quyến luyến bởi sợ hãi này? Chừng nào bạn còn bận tâm bởi sự vui thú của quyến luyến, chừng nào bạn còn bận tâm bởi sự vui thú của quyến luyến, phải sợ hãi bị giấu giếm, phải khóa chặt lại, phải. Nhưng bất hạnh thay, nó luôn luôn hiện diện ở đó. Và chỉ khi nào bạn được tự do khỏi sợ hãi này, thì những hành động của ghen tuông mới kết thúc. Đọc lại, Krishnamurti, quyến luyến hàm ý sợ hãi, đúng chứ? Bạn sợ hãi bạn là gì, hoặc sợ hãi bạn sẽ là gì nếu người khác lìa xa bạn hay chết đi, và bạn bị quyến luyến bởi sợ hãi này? Chừng nào bạn còn bận tâm bởi sự vui thú của quyến luyến, phải sợ hãi bị giấu giếm, phải khóa chặt lại. Nhưng bất hạnh thay, nó luôn luôn hiện diện ở đó. Và chỉ khi nào bạn được tự do khỏi sợ hãi này, thì những hành hạ của ghen tuông mới kết thúc. Người hỏi, tôi sợ hãi cái gì? Krishnamurti, câu hỏi không phải bạn sợ hãi cái gì, nhưng bạn nhận biết rằng bạn bị sợ hãi, đúng chứ? Người hỏi, lúc này vì rằng ông đang thẳng thắn đưa ra câu hỏi đó, tôi nghĩ rằng tôi có. Đúng rồi, tôi có sợ hãi. Krishnamurti, sợ hãi về cái gì? Người hỏi, sợ hãi bị mất mát, không an toàn, không được thương yêu, không được chăm sóc, bị cô lập, bị cô độc. Tôi nghĩ đó là nó. Hai chấm. Tôi sợ hãi bị cô độc, sợ hãi một mình. Sợ hãi một mình tôi không thể đối diện sống. Thế là tôi phụ thuộc vào người chồng và con cái của tôi. Tôi mê mải bám chặt họ. Tôi luôn luôn có sợ hãi của việc gì đó đang xảy ra cho họ. Trong tôi luôn luôn có sợ hãi của việc gì đó đang xảy ra cho họ. Thỉnh thoảng sự tuyệt vọng của tôi mang hình thức của ganh tị, của hung dữ không thể kiềm chế và vân vân. Tôi sợ hãi người chồng của tôi. Tôi sợ hãi người chồng của tôi sẽ thương yêu một người khác. Tôi bị giày vò bởi lo âu. Tôi bảo đảm với ông, tôi đã trải qua nhiều tiếng đồng hồ khóc lóc. Tất cả mâu thuẫn và phiền muộn này là điều gì chúng tôi gọi là tình yêu. Và ông đang hỏi liệu nó là tình yêu. Liệu tình yêu hiện diện khi có sự quyến luyến? Chấm hỏi. Tôi thấy nó không hiện diện. Nó là xấu xa, ích kỷ hoàn toàn. Tôi luôn luôn đang suy nghĩ về chính tôi. Nhưng tôi phải làm gì đây? Chấm hỏi. Krishnamurti, chỉ trích, gọi chính bạn là hận thù, xấu xa, ích kỷ, không cách nào xóa sạch được vấn đề. Trái lại, nó làm trầm trọng thêm vấn đề. Hiểu rõ điều này quan trọng lắm. Đọc lại, Krishnamurti, chỉ trích, phải gọi chính bạn là hận thù, xấu xa, ích kỷ,
không cách nào xóa sạch được vấn đề. Trái lại, nó làm trầm trọng thêm vấn đề. Hiểu rõ điều này quan trọng lắm. Chỉ trích hay bào chữa ngăn cản bạn không nhìn ngắm điều gì nằm sau sợ hãi. Nó là một sao nhãn đang hoạt động để không phải đối diện sự kiện của cái gì là thực sự đang xảy ra. Khi bạn nói tôi xấu xa, ích kỷ, thì những từ ngữ này bị chất đầy bởi chỉ trích, và bạn đang củng cố đặt chỉ trích này mà là bộ phận của cái tôi. Đọc lại Krishnamurti. Chỉ trích gọi chính bạn là hận thù, xấu xa, ích kỷ. Phải không cách nào xóa sạch được vấn đề. Trái lại, nó làm trầm trọng thêm vấn đề. Hiểu rõ điều này quan trọng lắm. Chỉ trích hay bào chữa ngăn cản bạn không nhìn ngắm điều gì bạn vì nằm sau sợ hãi. Nó là một sao nhãn đang hoạt động để không phải đối diện sự kiện của cái gì là thực sự đang xảy ra. Chỉ trích hay bào chữa, chúng ngăn cản bạn, không cho bạn nhìn ngắm điều gì nằm đằng sau sợ hãi. Nó là một sao nhãn đang hoạt động để không phải đối diện sự kiện của cái gì là thực sự đang xảy ra. Khi bạn nói tôi xấu xa, tôi ích kỷ, thì những từ ngữ này bị chất đầy bởi chỉ trích, và bạn đang củng cố đặc tính chỉ trích này mà là bộ phận của cái tôi. Người hỏi, tôi không chắc rằng tôi hiểu rõ điều này. Krishnamurti, qua chỉ trích hay bênh vực một hành động của con người con của bạn, qua chỉ trích hay bênh vực một hành động của người con của bạn, liệu bạn hiểu rõ em ấy? Bạn không có thời gian hay khuynh hướng để giải thích. Vì vậy, để có được một kế hoạch, để có được một kết quả tức khắc, bạn nói làm hay không làm. Nhưng bạn đã không hiểu rõ những phức tạp của đứa bé. Tương tự, chỉ trích, bào chữa hay so sánh ngăn cản sự hiểu rõ về chính bạn. Bạn phải hiểu rõ những phức tạp mà là bạn. Đọc lại Krishnamurti, qua chỉ trích hay bênh vực một hành động của người con của bạn, liệu bạn hiểu rõ em ấy? Chấm hỏi. Bạn không có thời gian hay khuynh hướng để giải thích. Vì vậy, để có được một kết quả tức khắc, bạn nói làm hay không làm. Nhưng bạn đã không hiểu rõ những phức tạp của đứa bé. Tương tự, chỉ trích, bào chữa hay so sánh, nó ngăn cản sự hiểu rõ về chính bạn. Bạn phải hiểu rõ những phức tạp mà là bạn. Người hỏi, vâng, tôi nắm bắt được điều đó. Krishnamurti, vì vậy thâm nhập vấn đề chậm, không chỉ trích hay bào chữa. Bạn sẽ thấy gian nan lắm để không chỉ trích hay bào chữa. Bởi vì trong suốt hàng thế kỷ, sự phủ nhận và sự khẳng định đã là thói quen. Hãy quan sát những hành động riêng của bạn khi chúng ta đang nói chuyện cùng nhau. Vậy thì vấn đề không là ganh tị và làm thế nào để được tự do khỏi nó, nhưng là sợ hãi. Sợ hãi là gì vậy? Làm thế nào nó hiện diện được? Chấm hỏi. Người hỏi, đúng rồi, nó hiện diện ở đó nhưng tôi không biết nó là gì. Krishnamurti, sợ hãi không thể hiện diện trong cô lập. Nó hiện diện chỉ trong liên quan với cái gì đó, đúng chứ? Có một trạng thái mà bạn gọi là cô độc. Và khi bạn nhận biết được trạng thái đó, phải, thì sợ hãi sinh ra. Vì vậy sợ hãi không hiện diện một mình. Bạn thực sự sợ hãi về cái gì? Người hỏi,
Tôi đáng rằng sự cô độc của tôi như ông nói. Tiếp ra một tiếng. Tại sao bạn lại đoán rằng bạn không chắc chắn à? Người hỏi. Tôi do dự khi chắc chắn về bất kỳ điều gì. Nhưng cô độc là một trong những vấn đề sâu thẳm nhất của tôi. Nó luôn luôn hiện diện ở đó trong bối cảnh. Nhưng chỉ lúc này, trong nói chuyện này, mà tôi bị ép buộc nhìn vào nó một cách trực tiếp, tôi thấy rằng nó hiện diện ở đó. Nó là một trống rỗng khủng khiếp, kinh hoàng và không thể lẩn tránh. Krishnamurti, liệu có thể nhìn ngắm trống rỗng đó mà không cho nó một cái tên, mà không có bất kỳ hình thức nào của diễn giải, được không? Chỉ đặt tên một trạng thái không có nghĩa rằng bạn hiểu rõ nó. Đặt tên một trạng thái không có nghĩa rằng bạn hiểu rõ nó. Trái lại, nó là một cản trở cho đang hiểu rõ. Người hỏi, tôi thấy điều gì ông có ý, nhưng tôi không thể ngăn cản được việc đặt tên nó. Theo thực tế, nó là một phản ứng tức khắc. Tiếp theo một tí. Cảm thấy và đặt tên hầu như đồng thời, đúng chứ? Liệu chúng có thể được tách rời? Liệu có thể có một khoảng ngừng giữa cảm thấy và đặt tên nó? Nếu khoảng ngừng này thực sự được trải nghiệm, nó sẽ được khám phá rằng người suy nghĩ không còn như một thực thể tách rời và khác biệt với suy nghĩ. Quy trình diễn đạt bằng từ ngữ là bộ phận của cái ngã, cái tôi, thực thể mà ganh tị và gắng sức vượt qua sự ganh tị của anh ấy. Nếu bạn thực sự hiểu rõ sự thật của điều này, vậy thì sợ hãi kết thúc. Đặt tên có một ảnh hưởng thuộc hệ thần kinh cơ thể, cũng như một ảnh hưởng thuộc tâm lý. Khi không có đặt tên, thì chỉ lúc đó mới có thể nhận biết tổng thể cái được gọi là trống rỗng của cô độc. Đọc lại, khi không có đặt tên, phải, chỉ lúc đó mới có thể nhận biết tổng thể cái được gọi là trống rỗng của cô độc. Chấm. Lúc đó cái trí không tách rời chính nó khỏi cái gì mà là. Lúc đó cái trí không tách rời chính nó khỏi cái đó mà là. Người hỏi, tôi thấy cực kỳ khó khăn để theo sát tất cả điều này, nhưng tôi cảm thấy ít ra tôi đã hiểu rõ một số trong chúng, và tôi sẽ cho phép hiểu rõ đó khai mở. Tạm dừng. Trang 411.